Anh nghiên cứu số thanh sắt ở dưới cái hè. Cửa sắt thế mà nó bậy phát ra, chui vào trong người. Hay anh lười làm này. Đội mũ bảo hiểm, đeo găng tay, bịt khẩu trang. Mở tung cái khóa cửa ngoài mà. Xoay bên trong có cái cửa nữa chả mở được, để đóng lại. Tài như mà làm mẹ. Lại khép lại cho người ta. Bố tiên sư cho mày ra khóa lại già đi.